Huyện Sa Thầy tổ chức chương trình trình diện áo dài đường phố với chủ đề Phụ nữ Sa Thầy phát huy di sản văn hóa truyền thống áo dài. Tại chương trình, ban tổ chức trao tặng 250 bộ áo dài từ dự án áo dài không đồng cho hội viên phụ nữ khó khăn tại 11 xã thị trấn. Điểm nổi bật của chương trình là màn trình diện áo dài trên đường phố tại khu công viên Cây Xanh, trung tâm thị trấn Sa Thầy. Màn trình diễn huy động sự tham gia của 200 người trong trang phục áo dài truyền thống nữ và 30 áo dài cách tân nam tạo nên sắc màu lung linh, rực rỡ. Chương trình góp phần tôn vinh nét đẹp và khẳng định vị thế của chiếc áo dài trong đời sống xã hội, qua đó khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân.